chào các anh chị nhé. Hôm nay mình vừa lắp cho nhà anh Lệ, chị Dứa ở Đại Bái, Đại Thịnh, Mê Linh, thủ đô Hà Nội. Một máy Kangen Black K8 đẳng cấp nhất thế giới. Song máy có 8 tấm titan của bài kim nguyên khối, đạt chất lượng 99,99% do Bộ Y tế Nhật Bản công nhận. Máy có 7 loại nước từ 2.5 đến 11.5. Nước 2.5 là nước axit mạnh, dùng để sát khuẩn răng miệng, rửa tay, lau nhà, rửa dụng cụ nhà bếp và trừ tán kiến muỗi. Nước 11.5 là nước kiềm mạnh, dùng để sát khuẩn rau củ quả, gấp rau củ quả, loại bỏ thuốc trừ sâu và chất bảo quản. Nước kiềm uống được là 8.5, 9.0 và 9.5. Nước 7.0 dùng để pha sữa, uống thuốc tây và dành cho trẻ em dưới 7 tuổi uống. Nước 6.0 là nước beauty, nước làm đẹp, dùng để rửa mặt cho da mình đẹp hơn. Đây là bí quyết của người Nhật Bản, họ sống họ hơn 100 tuổi, họ chuyên sử dụng nước nhiều tiền để uống hàng ngày. Từ năm 1974 đến nay họ đã sử dụng nước nhiều tiền để uống hàng ngày rồi. Rất là tuyệt vời, xin chúc mừng anh chị và gia đình nhà mình đã có nguồn nước quý nhất thế giới từ máy Kangen để uống hàng ngày. Xin cảm ơn anh.